bạn đã quay trở lại với channel của toplist.vn. Hiện nay, nhu cầu làm đẹp nha khoa ngày càng được quan tâm hơn bởi xã hội càng phát triển, con người càng quan tâm đến sức khỏe răng miệng của mình hơn. Chính vì vậy mà không ít phòng khám nha khoa ra đời. Điều này khiến khách hàng khá khó khăn trong việc lựa chọn một địa chỉ uy tín cho mình. Ngày hôm nay, Toplist sẽ giới thiệu đến các bạn top 5 phòng khám nha khoa uy tín nhất Sài Gòn để giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn nhé. Top 1. Nha khoa Đông Nam. Nha khoa Đông Nam đã có hơn 15 năm hoạt động, là một trong những địa chỉ được nhiều người đánh giá là uy tín và chất lượng. Đến với nha khoa Đông Nam, bạn sẽ được trải nghiệm những dịch vụ chất lượng và hài lòng nhất tại đây. Phòng khám răng hàm mặt được Sở Y tế cấp phép, hoạt động rõ ràng, thông tin minh bạch. Hệ thống phòng khám đạt tiêu chuẩn vô trùng, trang thiết bị hiện đại. Đa dạng các dịch vụ điều trị răng miệng chuyên sâu như thẩm mỹ răng sứ, niềng răng, chỉnh nha, điều trị nha chu. Đội ngũ nhân viên theo từng phòng ban làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng trong mọi tình huống. Đặc biệt, các chuyên viên tư vấn chăm sóc khách hàng được đào tạo bài bản, có đầy đủ kiến thức về các dịch vụ điều trị. Bất cứ câu hỏi nào từ khách hàng đều được giải đáp tận tình. Dịch vụ thăm khám, chụp phim kiểm tra, tư vấn không tính phí, giúp khách hàng nắm rõ được vấn đề và có sự chuẩn bị tốt nhất. Trao đổi, lắng nghe và chỉ tiến hành điều trị khi có sự đồng ý từ phía khách hàng. Chính sách trợ giá và chế độ bảo hành tốt, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Hãy đến ngay nha khoa Đông Nam để có những trải nghiệm thật tốt nhé. Địa chỉ: cơ sở 1, 411 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở 2, 614 đến 616 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng đài: 1900 7141. Điện thoại: 028 7307 7141. Giờ làm việc: từ thứ Hai đến thứ Bảy, 8 giờ đến 20 giờ, chủ nhật từ 8 giờ đến 16 giờ. Top 2. Nha khoa Aiden. Với hơn 7 năm đi vào hoạt động, hệ thống nha khoa Aiden trở thành địa chỉ nha khoa uy tín, chất lượng và nhận được sự tin tưởng của bệnh nhân trong nước, kiều bào và cả những bệnh nhân là người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Nha khoa Aiden đã thực hiện thành công tổng cộng hơn 7.000 ca ghép implant, 5.000 ca phục hình răng sứ, mang lại sức khỏe và nụ cười rạng ngời cho gần 10.000 bệnh nhân. Ba yếu tố giúp nha khoa Aiden được nhiều bệnh nhân tin chọn đó là đội ngũ tiến sĩ, bác sĩ chuyên môn cao, hệ thống trang thiết bị, công nghệ nha khoa chuẩn châu Âu, chi phí điều trị phù hợp với tất cả bệnh nhân. Nha khoa Aiden đích thị là địa chỉ phù hợp cho các bệnh nhân đang cần tìm địa chỉ nha khoa uy tín, chất lượng nhưng có mức chi phí hợp lý. Địa chỉ: số 193A, 195 Hùng Vương, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, 19V Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0941 816 616. Top 3. Nha khoa Việt Smile. Nha khoa Việt Smile là nơi quy tụ đội ngũ y bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu tại các trường y khoa nổi tiếng. Không chỉ giỏi chuyên môn mà các bác sĩ còn không ngừng nỗ lực học hỏi, thường xuyên tham gia các hội thảo quốc tế để nâng cao trình độ chuyên môn. Những lý do bạn nên chọn Việt Smile là: cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn quốc tế, 100% thiết bị hiện đại được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu, phòng ốc trang nhã, hiện đại, được thiết kế phù hợp với từng chức năng, đem đến cảm giác thoải mái và yên tâm cho khách hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình, chu đáo. Bạn sẽ được tư vấn và giải đáp thắc mắc miễn phí 24/7, được hướng dẫn tận tình về quy trình khám chữa bệnh, chế độ chăm sóc răng miệng sau khi điều trị tại nha khoa. Đặc biệt, bạn có thể theo dõi quá trình điều trị của mình qua hồ sơ bệnh án điện tử mà không cần phải đến trực tiếp nha khoa. Nha khoa Việt Smile còn có nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng như kiểm tra định kỳ miễn phí, trả góp lãi suất 0%. Nha khoa Việt Smile luôn là điểm dừng chân đáng tin cậy của khách hàng trong và ngoài nước. Địa chỉ: số 7 đường 6 khu đô thị Hà Đô, 118 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10. Hotline: 0329 637 383 hoặc 0336 637 383. Top 4. Bệnh viện thẩm mỹ Xuân Hương. Là một trong số ít những thẩm mỹ viện lâu đời nhất tại Việt Nam, có đầy đủ giấy phép hoạt động kinh doanh được cấp bởi Bộ Y tế, gặt hái được nhiều thành tích và giải thưởng cao quý có giá trị. Bệnh viện thẩm mỹ Xuân Hương là địa chỉ uy tín được rất nhiều người lựa chọn.
Đến với Xuân Hương, khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ trong không gian sang trọng, đạt tiêu chuẩn 5 sao, hệ thống phòng phẫu thuật, spa đáp ứng đủ điều kiện về môi trường vô trùng và máy móc, đảm bảo quá trình thẩm mỹ diễn ra an toàn và thành công. Với đội ngũ bác sĩ chuyên môn uy tín, công nghệ thẩm mỹ hiện đại, đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp, tận tình, thì đây chính là địa chỉ thẩm mỹ đáng tin cậy, được rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng. Địa chỉ số 45A đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028-3856-5555 hoặc 088-888-1098. Top 5 Nha khoa Anna. Nha khoa Anna tự hào là một trong những nha khoa thẩm mỹ hàng đầu tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung, với cơ sở hạ tầng cao cấp cùng hệ thống máy móc hiện đại bậc nhất trên thị trường nha khoa hiện nay. Nha khoa Anna luôn đi đầu trong việc ứng dụng các công nghệ chuyên ngành nha khoa thẩm mỹ tiên tiến, được kiểm định chất lượng bởi các tổ chức y tế hàng đầu thế giới. Để đáp ứng với nhu cầu thẩm mỹ và đòi hỏi về chất lượng dịch vụ ngày càng cao của khách hàng, hệ thống nha khoa Anna với trang thiết bị hiện đại, phòng ốc đạt tiêu chuẩn y tế, đội ngũ nha sĩ giàu kinh nghiệm, nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng tận tâm sẽ mang đến sự hài lòng toàn diện cho quý khách, đúng với phương châm nụ cười đẹp cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy đến với nha khoa Anna để có những trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao và uy tín. Địa chỉ: chi nhánh 1, 51 Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Chinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline: 0932670222. Chi nhánh 2, 30 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline: 0359390022. Các bạn vừa xem xong video top 5 nha khoa uy tín, chất lượng ở Sài Gòn. Hy vọng rằng với những gợi ý trên sẽ giúp các bạn trong việc làm đẹp răng miệng. Nếu yêu thích chủ đề ngày hôm nay, hãy like, comment và follow chúng mình để xem những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!